Hôm qua bố mình có đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo men gan của bố tăng cao quá. Chắc lại do dạo này dưới quê vướng nhiều đám cỗ quá thế mà, mỗi mâm vài ba chén thì làm sao mà tránh được. Mình lập tức đặt ngay mấy bịch trà cà gai leo Saju để nay cuối tuần mang về cho bố dùng. Loại trà này thì mình cũng đang uống, trà đóng gói dạng túi lọc nên rất dễ sử dụng mà pha cũng nhanh nữa. Mỗi lần mình toàn đặt hẳn bịch 1 cân to trà bá này về dùng dần. Bên trong có 4 gói 250g, được hút chân không cẩn thận. Bạn nào mà chưa uống bao giờ thì có thể mua lẻ gói này về dùng thử nha. Trong mỗi gói có tới 50 túi lọc trà nhỏ. À, túi có khóa zip, các bác mỗi lần lấy trà xong nhớ đóng kín lại tránh bị ẩm và mất mùi trà nha. Khi pha mỗi túi lọc trà các bác chế thêm khoảng 200ml nước nóng và chờ tầm 5 phút là đã có thể thưởng thức rồi. Cây cà gai leo có công dụng rất lớn trong việc hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ hạ men gan, giúp tăng cường chức năng gan và hỗ trợ giảm thiểu quá trình sản sinh virus có hại. Trà cà gai leo phù hợp cho các bác nào hay phải đi tiếp khách, ăn đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya hay phải uống thuốc tân dược. Đặc biệt chị em nào bị mụn nhọt do nóng trong thì có thể thử uống trà giống mình nha. Cứ vào buổi sáng trước khi đi làm, mình thường pha vào bình 2 lít này để mang đi uống dần, vừa uống thay nước lại tốt cho sức khỏe. Mọi người cũng thử xem sao nha.